Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai á. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên. Đã đến giờ vào lớp, xin mời quý vị trang nghiêm và tắt âm thanh để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do cô Diệu Thiện tụng đọc. Xin mời cô ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Khai giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Tắc khê ca mê cha rù bê ghi ri si ca ra ta tê chan ta li kê vi ma nê. Đi bê rạc tê cha gà mê ta rù va na gà ha nê gê ha vát thùm hi khét tê. Bùm ma cha yan tu đê qua cha la tha la vi sa mê giác kha gan thấp. Panaga tịch tan ta sang tí kệ giang univarawa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa vana ca lo a yam pa đan ta tham ma sa vana ca lo a yam pa đan ta tham ma sa vana ca lo a yam pa đan ta nam mô ta sa pa ga wa to arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, tutiyambi buddhang saranang gacchami. Tutiyam bi thammang saranang gacchami. Tutiyam bi sanghang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi thammang saranang gacchami. Tatiyam bi sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang samma sambuddho. Vicha charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manosanang butto bhagava tinati me saranang anyang butto me saranang warang etena sacca vecchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang padabang sung varuttamang Bụtthê yô kha lý tô đô sô bụt thô kha ma tụ tăng ma măng. Xuất kha tô bá gá quá ta thăm mô sang biệt tí cô a ca lý cô. Ê hi bá sĩ cô ô bá na sĩ cô bá chát tăng về điệt tập bô vinh nhu hi. Tí na tí mê sá ra năng an nhăn thăm mô mê sá ra năng quá răng. Ê tê na sa cha vê chê na hô tu mê cha ya măng gà lăng. Ô ta măng gê na quan đê hăng thăm măng cha rú vi thăng vá răng. Thăm mê yô kha lý tô đô sô thăm mô kha ma tu tăng ma măng. Sú pa tí pa nô pa gà quá tô sa quá kha sang khô. Ú chú pa tí pa nô pa gà quá tô sa quá kha sang khô. Nya nya pa ti pa no pa ga wa to sa wa ka sang kho sa me chi pa ti pa no pa ga wa to sa wa ka sang kho ya di dang cha ta ri bu ri sa yu ga ni ya ta bu ri sa bo ga la e sa pa ga wa to sa wa ka sang kho a hu nei yo ba hu nei yo dak khi nei yo an cha li ka ra ni yo anu ta rang bu nya khét tăng lô ca sa tí na tí mê sa ra năng an nhăng sang khô mê sa ra năng quá răng ê tê na sa cha vê chê na hô tu mê cha ya măng gà lăng ô ta măng ghê na quan đê hăng sang khanh cha đô vi thót ta măng sang khê vô kha đi tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng Wanda mi che ti yang sambang sambatane supati ti tang sari rikada tu maha poteng buddha rubang sakalang sada sambutte at
ta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khăn cha a đa re na na ma mi hằng Namakara nupa ve na han toa sap be ubat da we aneka antara ya bivina santu ase sato sambutte bencha benya sang cha cha tu vi sati saha sake dasa sata saha sa ni nama misira sa aham te sang tham mencha sang khan cha adare Nanama mi hằng namakara nupa ve na han toa sabbe ubadda ve aneka antaraya bivina santu ase sato sambutte navuttara sate atta jatta lisa sahasa ke visati sata sahasa ninama misirasa aham Tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa ve na hành tòa sập bê u ba đa quê a nê ca an ta ra ya bi bi na san tu a se sa to sập bê bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a ve ra su kê hòn tu sập bê Purati maya anudisa yasatta avera sukhe hon tu sabbe dakkhina yadisa yasatta avera sukhe hon tu sabbe dakkhina yanudisa yasatta avera sukhe hon tu sabbe pacchima yadisa yasatta avera sukhe hon tu sabbe pacchima yanudisa yasatta ta avera sukhe hantu sabbe uttara ya disa ya satta avera sukhe hantu sabbe uttara ya nurisa ya satta avera sukhe hantu sabbe uparima ya disa ya satta avera sukhe hantu sabbe hettima ya disa ya satta avera sukhe Hòn tu sắp bê sắp ta á vê ra hòn tu su kê ta hòn tu nít đút kha hòn tu áp dạ bích cha hòn tu á nì kha hòn tu đi kha dú ca hòn tu á rô gà hòn tu sắp bách tì sâm mít chan tu su kê á ta năng bà ri hà rành tu đút khắp bách ta cha nít đút kha bà giáp bách ta cha nít bách dạ sô cắp bát ta cha ni so ca hòn tu sắp bê bì bà ni nô a ca sát ta cha bùm mặt ta đi qua na ga ma e ti ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc khăn tu sa sa năng a ca sát ta cha bùm mặt ta đi qua na ga ma e ti ca bùn nhân nô anu mô đàn tu chi răng đặc khang tu no ga ru akasatta cha bhummatta deva naga metika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu nya ta yo akasatta cha bhummatta deva naga metika punyang no anumodan tu chirang rakkhang tu ba ni no akasatta ta cha bum mat ta de qua na ga ma ti ka bun nhang no anu mo dan tu chi rang rak khang tu no sa da i đang vat ta no bun nhang a sa va kha ya va hang ho tu na ga te ka li sa du sa du sa du sa du dạ thầy kinh Tam Bảo đã tụng đọc xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Xin chào các học viên. Thì hôm nay chúng ta học tiếp phần đầu đề nhị. Phần nhóm pháp thứ ba đó là nhị đề lậu. Nhị đề lậu. Tù lậu, xin lỗi. Tù lậu. Vậy chúng ta sẽ đọc bài trước. Đọc bài trước rồi chúng ta sẽ nghe giảng ở trong phần tù lậu này. Sư đọc trước rồi sau đó mời các viên chúng ta giơ tay lên để chúng ta tập đọc để nhớ được một ít các thuật ngữ ở trong bi dịch pháp. Tù lậu Asawa Gochaka 14. Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15. Sasawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa Chiwa Thamma Sasawa Chak các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chiwa Thamma No Chak Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. Mười tám. Asawa Chiwa Thamma Asawa Samyutta Chak các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Samyutta Chiwa Thamma No Chak Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa Vipayutta Khopana Thamma Asawa Pi Anasawa Pi các pháp tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Lần nữa ha. Tù lậu Asawa Gochaka 14. Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15. Sasawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Samyutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17. Asawa Chiwa Thamma Sasawa Chak các pháp lậu cảnh lậu. Sasawa Chiwa Thamma No Chak Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18. Asawa Chiwa Thamma Asawa Sambayutta Chak các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa Samyutta Chiwa Thamma No Chak Asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. Asawa Vipayutta Khopana Thamma Sasawa Pi Anasawa Pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Rồi giờ mời ai đọc được trước là giơ tay lên để chúng ta đọc bài. Cô Phước Kiên mời lớp đọc bài giúp sư. Dạ. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con kính lãnh dễ sư, xin chào cả lớp, con xin đọc bài tụ lậu Asawa Gochaka 14. Asawa Thamma các pháp lậu. No Asawa Thamma các pháp phi lậu. 15. Dạ ai trở lại giùm con. Asawa Thamma các pháp có cảnh lậu. Anasawa Thamma các pháp phi cảnh lậu. 16. Asawa Sambayutta Thamma các pháp tương ưng lậu. Asawa Vipayutta Thamma các pháp bất tương ưng lậu. 17.
a sa hòa chê quá tham ma sa sa hòa chát các pháp lậu cảnh lậu sa sa hòa chê quá tham ma nôi chá a sa hòa các pháp cảnh lậu phi cảnh lậu các pháp cảnh lậu phi lậu 18 a sa hòa chê quá tham ma a sa hòa sam ba yút ta chát các pháp lậu tương ưng lậu a sa hòa sam ba yút ta chê quá tham ma nôi chá a sa hòa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa hòa quyết ba yút ta khô ba ná tham ma sa sa hòa bi a na sa hòa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ bạch sư, con đọc bài xong rồi, con cảm ơn sư. Dạ xin mời cô Dự Thiện ạ. Dạ con kính lãnh lễ sư, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Dạ kính chào cả lớp, con xin được đọc bài. Dạ số 3 là mã tụ lập. A sa wa gót cha ca 14 A sa wa thẩm ma các pháp lậu nô a sa wa thẩm ma các pháp phi lậu 15 a sa wa thẩm ma các pháp có cảnh lậu a na sa wa thẩm ma các pháp phi cảnh lậu 16 a sa wa sam ba yut ta thẩm ma các pháp tương lậu sa wa nipa thẩm ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a sa wa che quá thẩm ma sa sa wa cha các pháp lậu cảnh lậu sa sa hòa chê quá thầm ma nô cha a sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ thưa sư. 18 a sa hòa chê quá thầm ma a sa hòa sam ba yút ta cha các pháp lậu tương ưng lậu a sa wa sam ba yut ta che wa tham ma no cha a sa wa các pháp tương ưng lậu phi lậu 19 a sa wa vip ba yut ta kho ba na tham ma sa sa wa bi a na sa wa bi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư. Dạ xin mời học viên Phạm Tịnh Thảo. Dạ con kính lễ sư ạ, con xin chào cả lớp, con xin đọc ạ. Tụ lậu a sa wa gốc cha cá 14 a sa wa tham ma các pháp lậu nô a sa wa tham ma các pháp phi lậu 15 sa sa wa tham ma các pháp của cảnh lậu a na sa wa tham ma các pháp phi cảnh lậu 16 a sa wa sam pa vít ta tham ma các pháp phi lậu a sa wa vip pa vip ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a sa wa che wa tham ma sa sa wa cha các pháp lậu cảnh lậu sa sa wa che wa tham ma no cha a sa wa các pháp cảnh lậu phi lậu. Dạ được chưa kỹ nha. 18 a sa wa che wa tham ma Asawa sampajitta cha các pháp lậu tương ưng lậu. Asawa sampajitta che quá tham ma no cha asawa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19 Asawa vipajitta khổ bana tham ma sa sawa tí anna sawa tí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Đã được sư con đã đọc xong rồi. Dạ xin mời học viên Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc a sa wa tham ma các pháp phi lậu sa sa wa tham ma các pháp có cảnh lậu a na sa wa tham ma các pháp phi cảnh lậu a sa wa
Asawa sam ba yutta thamma các pháp tương ứng lậu. Asawa vi ba yutta thamma các pháp bất tương ứng lậu. Asawa che wa thamma sa sa qua cha các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa qua che wa thamma no cha asawa. Asawa các pháp cảnh lậu phi lậu. Nhà sư lướt lên giùm con. 18. À sa hòa chè quá thầm mà à sa quá sầm ba yút tà cha các pháp lậu tương ưng lậu. À sa quá sầm ba yút tà chè quá thầm mà nô cha à sa hòa các pháp tương ưng lậu phi các pháp tương ưng lậu phi lậu. À sa quá quý ba yút khô ba na tham ma quý ba yút ta khô ba na tham ma sa sáu hòa bí a na sa hòa bí các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời học viên Diệu Thủy ạ. Con kính bình lễ sư, con kính chào cả lớp, con xin đọc ạ. Tổ lậu A-sa-quốc chá-ca 14 A-sa-qua-tham-ma các pháp lậu Nô A-sa-qua-tham-ma các pháp phi lậu 15 A-sa-qua-tham-ma các pháp có cảnh lậu A-na-sa-qua-tham-ma các pháp phi cảnh lậu 16 A-sa-qua-sam-pa-rút-ta-tham-ma các pháp tương ưng lậu Asa quá bí quá ví pá rút ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu 17 a sa qua chê quá tham ma sa sa qua chá các pháp lậu cảnh lậu sa sa qua chê quá tham ma nô chá a sa qua các pháp cảnh lậu phi lậu. Xin sư đẩy bài giúp con ạ. 18. A sa hòa chê quá tham ma, A sa hòa sam pa rút ta chá, các pháp lậu tương ưng lậu. A sa hòa sam pa rút ta chê quá tham ma, nô chá, A sa hòa các pháp tương ưng lậu phi lậu. 19. A sa hòa vi pa rút ta khô pa ná tham ma, sa sa hòa pí, a na sa hòa pí các pháp bất các pháp bất tương ưng lậu, cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu, phi cảnh lậu. Con xin hết ạ, con kính tri ân sư ạ. Xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Ba La Mã Tụ Lậu. A Sa Hòa Go Cha Cá số 14. A Sa Hòa Tham Ma các pháp lậu, No A Sa Hòa Tham Ma các pháp phi lậu. Số 15. Sa sa hòa tham ma các pháp có cảnh lậu. A na sa hòa tham ma các pháp phi cảnh lậu. Số 16. A sa hòa sam pa yút ta tham ma các pháp tương ưng lậu. A sa hòa vi pa yút ta tham ma các pháp bất tương ưng lậu. Số 17. A sa hòa chê quá tham ma sa sa hòa chá các pháp lậu cảnh lậu. Sa sa hòa chê quá tham ma nô chá a sa hòa các pháp cảnh lậu phi lậu. 18, số 18. A sa hòa chê quá tham ma. A sa hòa sam ba yút ta chá các pháp lậu tương ưng lậu. A sa hòa sam ba yút ta chê quá tham ma nô chá a sa hòa các pháp tương ưng lậu phi lậu. Số 19. A sa hòa vi ba yút ta khô ba na tham ma sa sa hòa pi an a sa hòa pi các pháp bất tương ưng lậu cảnh lậu. Các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu. Dạ thưa sư, xin nói. Dạ thưa sư, quý Phật tử đã đọc bài xong ạ. Rồi, để chúng ta học bài, nghe phần giảng.
Trong nhóm thứ ba của đầu đề nghị thì chúng ta có tụ lậu Asawagucha. Trong phần tụ lậu này thì chúng ta có sáu nhị đề. Thứ nhất đó là nhị đề lậu, thứ hai là nhị đề cảnh lậu, thứ ba là nhị đề tương ưng lậu, thứ tư là nhị đề lậu cảnh lậu, thứ năm là nhị đề lậu tương ưng lậu, thứ sáu là nhị đề bất tương ưng lậu cảnh lậu. Đó là sáu nhị đề ở trong phần tụ lậu sáu với chữ cát. Cái phần các nhóm pháp mà nó liên quan, nó được sắp xếp thành thành nhóm mà thành của chữ cát thành tụ thì ví dụ như là trong tụ lậu thì hầu như các pháp, các nhị đề đều trình bày liên quan đến lậu ở khía cạnh này hoặc là ở khía cạnh khác. Giống như chúng ta học ở cái tụ thứ nhất là tụ nhân, thì từ sáu nhân rồi các nhị đề còn lại liên quan, trình bày liên quan đến sáu nhân ở khía này, khía cạnh này hoặc là khía cạnh khác. Chỉ có các nhóm pháp mà ví dụ như là chúng ta nhóm pháp chúng ta vừa học xong đó là nhị đề tiểu định, thì các nhóm pháp đó thì nhiều, tức là nhiều thành phần pháp, nhiều nhị đề khác nhau được gom lại, mỗi một nhị đề có cái nội dung riêng biệt, nội dung riêng biệt. Phần mình để ý ở trong cái phần học đầu đề nghị này, nhị đề đầu tiên đó là nhị đề cảnh. Nhị đề cảnh lậu. Nhị đề lậu chứ tại sao là nhị đề cảnh lậu ta? Để lậu số mất lậu. Nhị đề lậu ha. Nhị đề số 14 là nhị đề lậu sau quá đúc cát. Thì trong nhị đề lậu này chúng ta có hai câu pháp, đó là các pháp lậu Asawathamma và câu pháp số 27 và 28. 27 đó là Asawathamma các pháp lậu, câu pháp số 28 đó là No Asawathamma các pháp phi lậu. Thì ở đây nó ở trong Bali nó cũng có xài một cái chữ mà thường dịch là không hay là phi gì đó, làm thường xài cái chữ nát, nhưng mà đây nó vẫn có cái chữ đó là thay vì chữ nát thì nó là chữ nô. Như vậy thì cái chữ dịch là không hay là chữ phi hay là chữ bô gì thường dịch ở trong từ tiếng Hán ra đó, thì ở trong tiếng Mali nó có xài hai chữ, một là xài chữ nát, hai là xài chữ nô, thì nó vẫn là tạm từ chỉ ý kiến, nhưng mà nó viết hai trường hợp nát hoặc là nô. Bây giờ trước khi nghe giảng phần này để chúng ta sẽ xem lại phần trong chánh tạng giảng về hai cái câu pháp này một tí. Câu pháp này một tí, nếu mà ai có lật sắp sẵn chúng ta xem lật cái trang 287 ở mục 708, đọc cho sư cái phần
thế nào là các pháp lậu? Dạ, thưa con có mở trang thưa sư. Rồi, mời. Dạ, con đọc ra thưa sư. Rồi. Phần tụ lậu a sa quá gốc cha cá 708, thế nào là các pháp lậu? Bốn lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 709, ở đây thế nào là dục lậu? Pháp nào đối với các dục là sự mong muốn dục, tham luyến ái dục, tham luyến dục, vui thích dục, ái nhiễm dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, đây được gọi là dục lậu. 710, ở đây thế nào là hữu lậu? Pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tham luyến hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến luyến hữu, đây được gọi là hữu lậu. 711, ở đây thế nào là kiến lậu? Cho rằng đời là thường còn, hay cho rằng đời không thường còn, hay cho rằng đời cùng tột, hay cho rằng đời không cùng tột, hay cho rằng mạng sống là ấy thân thể cũng là ấy, hay cho rằng mạng sống là khác thân thể là khác, hay cho rằng Như Lai còn sau khi chết, hay cho rằng Như Lai không còn sau khi chết, hay cho rằng Như Lai còn và không còn sau khi chết, hay cho rằng Như Lai không còn cũng không không còn sau khi chết. Kiến nào như vậy? Thiên kiến, kiến chấp, kiến trù lâm, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến truyền, chấp trước, cố chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà tánh, ngoại đạo xứ, nghịch chấp. Đây được gọi là kiến lậu. Tất cả tà kiến đều là kiến lậu. 712, ở đây thế nào là vô minh lậu? Sự không hiểu trong khổ, không hiểu tập khởi của khổ, không hiểu sự diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai, không hiểu các pháp duyên, tánh liên quan tương sinh. Pháp nào như vậy là sự không biết, không thấy, không lãnh hội, không liễu ngộ, không thực chứng, không thông suốt, không nhiếp thu, không thấm nhuần, không xét đoán, không phản kháng, không phản tỉnh, thiếu trí, khờ khạo, không tỉnh giác, si mê, si ám, vô minh bọc, vô minh phối, vô minh tùy miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt, si là căn bất thiện, đây được gọi là vô minh lậu. Và đây là các pháp lậu. 713, thế nào là các pháp phi lậu? Ngoại trừ những pháp lậu ấy, còn lại các pháp thiện, bất thiện, vô ký, thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, tức thọ uẩn, trùng, thức uẩn, cùng tất cả sắc và vô vi giới. Đây là các pháp phi lậu. Thì đó là phần ngài giải thích cho câu pháp số 127 và 128. Thì ở trong bài học này đó thì chúng ta thấy là chữ lậu, cái chữ lậu a sa quá được liệt kê đó là có 4 trường hợp. So với cái chữ lậu mà chúng ta khi mà học về cái bài lậu hay là lậu hoặc, nó được dịch từ cái chữ a sa quá. Là nếu mà chúng ta là người học kinh tạng là chúng ta nhớ nhớ đến cái bài kinh gì? Có còn nhớ không? Bài kinh rất là quan trọng, một bài kinh sư cũng rất là thích.
một bài kinh được Đức Phật ngài trình bày về cái phương pháp tu tập bằng nhiều trường hợp khác nhau để đoạn từ các phiền não, mà trong đó là có các lậu hoặc. Các ai còn nhớ không? Kinh tất cả các lậu hoặc, Sappa Samasutta, bài kinh số 2 ở trong Trung Bộ. Bài kinh đó rất là hay. Đến thời cấp tử mình cũng nên lật lại xem cái bài kinh đó. Vì cái bài kinh đó thì trình bày cho chúng ta nói là đoạn từ các lậu hoặc. Vì trong trường hợp đó Đức Phật ngài đang nói về các lậu hoặc thôi. Nhưng bảy cái phương pháp nó cũng là bảy cái phương pháp đoạn từ các phiền não tham sân si mà nó thường hay sân khởi, và chúng ta áp dụng bảy cái phương pháp đó để đoạn trừ nó. Mỗi cách trình bày rất là chi tiết về cái phương pháp tu tập. Và bảy phương pháp đó, ngoài trừ cái phương pháp là đoạn trừ bằng cách tu tập bảy giác chi thôi, tập bảy giác chi thì đó là cái cách mà tu tập cao. Ngoài còn các phương pháp còn lại là các phương pháp mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống và chúng ta có thể áp dụng để chúng ta tu tập là đoạn trừ các phiền não. Thì đó là cái liên quan đến khi mà chúng ta học về lậu hay là lậu hoặc, được dịch từ chữ Asawa, và liên quan giữa kinh tạng với trong vi diệu pháp. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu cái chữ Asawa. Cái chữ Asawa mà để mình dễ hiểu, mình dễ nhớ cái ý nghĩa của cái chữ này á, thì chúng ta hình dung cái vật mà người ta đem để ngâm thuốc. Thí dụ như là rắn mà người ta ngâm để làm thuốc bắc chẳng hạn. Thì cái chất thuốc mà nó thấm vào ở trong xác của con rắn hay là cái chất thuốc nó có mùi dính ở trong cái xác của con rắn, nó ngâm tẩm vào ở trong đó như thế nào, thì chữ Asawa đó nó được hiểu đó là cái lậu hoặc mà nó ngâm tẩm trói buộc chúng sanh cũng giống như vậy. Tức là bằng nhiều cách khác nhau. Có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi dục lậu, có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi hữu lậu, có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi kiến lậu, có chúng sanh đó là bị trói buộc bởi vô minh lậu. Thì rồi cái cách chi pháp ở trong bài kinh mà chúng ta nhắc đến lúc nãy, tức là kinh Sappa Samasutta, thì ở trong bài kinh đó khi mà trình bày về lậu hoặc hay là lậu Asawa, ở trong bài kinh đó thì trình bày chỉ có 3 trường hợp thôi, tức là chỉ trình bày đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tức là chỉ trình bày 3 loại lậu hoặc. Nhưng trong vi diệu pháp á, thì thường trình bày đó là 4 loại lậu hoặc. Thì cách trình bày này chúng ta thấy nó giống ở trong chú giải. Ở trong chú giải khi mà trình bày về lậu hoặc á, thì các ngài trình bày có 4 trường hợp. Ở trong kinh tạng thì không phải là chỗ nào cũng trình bày lậu hoặc là có 3. Thỉnh thoảng thì chúng ta vẫn có thấy bản kinh nó trình bày về 4. Nhưng mà theo ở trong chú giải hoặc trong vi diệu pháp là thường nó là trình bày đầy đủ 4 loại lậu hoặc. Thì thật ra thì 4 nếu mà chúng ta học về vi diệu pháp á, chúng ta thấy là cái thật ra cái tà kiến á,
Thì nếu mà chúng ta tính về tâm tham á, thì thật ra là tà kiến nó cũng nằm ở trong tâm tham. Và cái dục lậu hữu lậu á, nó nằm ở trong tâm tham. Rồi cái kiến lậu nó cũng nằm ở trong tâm tham. Dạ, tức là ba trường hợp đầu á, nó thuộc về tâm tham. Dạ. Còn ngoài trừ trường hợp đó là vô minh lậu thôi, là bị tâm si. Bị tâm si chi phối. Những cái đó là chi pháp là tâm si. Thì dục lậu đó là sự trói buộc chúng sanh trong cái cảnh dục, trong việc hưởng thụ ngũ dục. Thì tức là liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc. Nói chung là những thứ mà ở trong cảnh dục, con người và chư thiên mà bị trói buộc. Ví dụ như là và cái này là bình thường của một cái chúng sanh khi mà còn phiền não trói buộc. Tại vì cái sự trói buộc của các phiền não này mà Đức Phật này ví dụ đó là nó là một cái sự trói buộc mà mềm mại, mà làm cho chúng sanh mà thiếu trí tuệ không thể nhìn thấy nó được. Dù đang bị trói buộc nhưng mà người ta vẫn thấy nó là vui. Ví dụ như trong cái câu chuyện mà nói về mẹ của ngài Sivali, lúc mà mang thai ngài đó là 7 năm 7 tháng 7 ngày. Ở chỗ thì chỉ nói là nhớ như là ở trong tỷ bộ thì như là không có cái như là 7 năm 7 ngày đó. Ở trong chú giải pháp cú thì đề cập đó là 7 năm 7 tháng 7 ngày, nói chung là trên 7 năm. Dạ, đúng là thông thường thì các tử thấy mình là mình có mang thì chỉ có trên có người chỉ hơn 8 tháng và 9 tháng. Những người bằng phu ít có ai mình có 10 tháng, hay giống như trường hợp của Đức Bồ Tát. Mà với bao nhiêu thời gian đó thôi là chúng ta cũng thấy đa cực. Còn lần này thì cô mang thai người con đó là trên 7 năm. Nhưng mà đến khi mà sinh ra rồi thấy người con, mà sau này nuôi người con mình lớn, thấy người con mình biết, tức là hiếu ngoan. Thì nhớ như là ngày Xá Lợi Phất ngày hỏi là nếu mà được sinh ra những người con như thế này á, thì bà có muốn sinh thêm nữa hay không? Thì bà vẫn là sao cũng muốn có được nữa. Và mặc dù thời gian mang thai trên 7 năm đó là rất rất cực. Rất là cực. Thì cái đó là sự trói buộc của dục lậu. Của dục lậu. Rồi thứ hai đó là hữu lậu, là sự trói buộc bởi cái cảnh giới tái sanh. Bởi cảnh giới tái sanh như là cõi sanh ở cõi người, tái sanh ở cõi trời, các cõi trời sắc giới chẳng hạn. Nó bị trói buộc ở cái cảnh giới tái sanh. Thì ngay cả cái người mà tu tập chứng đắc được thiền định á, chúng ta thấy là vẫn bị trói buộc ở cái cảnh giới tái sanh. Thí dụ như là đạo sĩ Asitat. Đạo sĩ Asitat này là ông đã chứng được thiền Bồ Tát, và ông biết chắc đó là Đức Bồ Tát, tức là thay tử Siddhartha, là chứng đắc được sau này sẽ xuất gia và trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì ông thấy cái đó ông vui, nhưng mà sao đó ông khóc. Thì Đức Vua Tịnh Phạm mới hỏi là tại sao ông cười rồi ông lại khóc. Thì ông giải thích là sao, nói là cái vị thái tử này chắc chắn sẽ xuất gia và trở thành Phật. Nhưng mà ông khóc là vì già, cho nên ông vui.
Nhưng mà khóc đó là vì lúc đó là ông chết rồi, ông không có cơ hội để gặp được Đức Phật nữa. Thì thật ra đó, nếu mà ông muốn thì ông vẫn có thể gặp được. Nhưng vì cái người mà tu tập mà chứng đắc được thiền định rồi, nó cũng có cái chấp của nó. Thì cái đó là nó chấp liên quan đến cái cảnh giới tái sanh. Tại vì khi mà họ chứng đắc được thiền định đó, họ có khả năng thần thông, đó là họ thấy chúng sanh ở cái cảnh giới đó như thế nào. Nó có cái hạnh phúc của thiền định đó, cho nên họ không từ bỏ được, họ không từ bỏ được. Thì đó là trường hợp mà bị trói buộc bởi cảnh giới tái sanh. Thứ ba đó là kiến lậu. Kiến lậu ở đây liên quan đến các loại tà kiến hiểu sai. Ví dụ như là ở đây có trường hợp đó là nãy ở trong trong sách giải thích cho mình liệt kê một số các trường hợp các loại tà kiến. Ví dụ như là cho rằng đời là thường còn, hay là cho rằng đời là không thường còn, tức là liên quan đến thường kiến với quê đồng kiến, hay là cho rằng đời là cùng tột. Thì cùng tột nó cũng là, tức là cho là có, nó cũng thuộc về thường còn. Cho rằng đời không cùng tột thì nó cũng là thường kiến. Dù cùng tột hay không cùng tột nhưng người ta vẫn hiểu nó là có, cho nên nó là thường còn. Rồi cho rằng mạng sống hay là thân thể, mạng sống là ấy, thân thể cũng là ấy. Cái này dịch rất là khó hiểu. Cái này nếu mà trong kinh Tạng á, thì tại trường hợp này là những trường hợp này á, là người ta đến hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài không có trả lời. Chúng ta học ở trong kinh Trung Bộ, trong kinh Trung Bộ 2, từ bài kinh số 60 mấy, trong đó mình có trường hợp mà tỳ kheo Arithat đi đến hỏi Đức Phật mấy vấn đề này nè. Rồi ông nói với Đức Phật đó là nếu Đức Phật nó biết là biết, còn nó không biết là nó không biết. Và ông còn thăm với Đức Phật đó là nếu mà Đức Phật mà không trả lời mấy câu hỏi này là ông không xuất gia nữa, ông từ bỏ cái đời sống xuất gia. Thì Đức Phật ngài nói sao? Nói ngài mới hỏi là lúc mà ông xuất gia đó có ai, chứ không có ai nài nỉ, có ai kêu ông đi đến xuất gia hay không? Tại Đức Phật ngài không có ép. Thì ông nói là tự ông đi đến xuất gia thôi, cho nên Đức Phật cũng không có này. Cho nên Đức Phật ngài mới nói đó là hãy thọ trì, cái gì ngài trả lời là ngài trả lời, còn cái gì mà ngài không trả lời là không có trả lời. Cái chỗ mà tại cái này cái cách dịch, do cái cách dịch khác nhau, tại sư chưa coi là cái bản Bali, không biết là cái đoạn Bali này nó có giống nhau hay không, hay là do đoạn Bali khác nhau cho nên dịch giải dịch khác nhau. Thì ở đây bản dịch này mình có đó là mạng sống là ấy, thân thể cũng là ấy. Thật ra cách dịch như vậy thì rất là khó hiểu. Em trong này dịch đó là thân thể, mạng sống và thân thể là một, hay mạng sống và thân thể là khác. Cái câu đó ở trong kinh Tạng mình gặp là mình gặp như vậy. Thì ở trong đó, trong chú dạy giải thích cho mình cái mạng sống và thân thể trong trường hợp này đó là muốn ám chỉ cho cái tâm thức với lại cái thân này là một hay là khác. Tại người ta có cái quan niệm là sao? Cái người Bà La Môn đó có cái quan niệm đó là tại trong thời đó thì Bà La Môn giáo người ta phát triển rất là mạnh trước thời Đức Phật, trước khi mà Đức Phật ngày Đức Bồ Tát đã được giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, cái tư tưởng của Bà La Môn phát triển rất là mạnh. Cho nên nó có một số tà kiến nó ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Cho nên người ta mới đặt ra các câu hỏi đó. Thì tại Bà La Môn giáo người ta quan niệm đó là, hoặc là một số tôn giáo khác ở thời đó người ta quan niệm đó là khi mà chết đó, là chỉ cho cái thân này thôi là nó bị hư hoại, còn cái tâm thức đó, là nó từ bỏ cái thân này và nó đi tái sanh ở cái, nó đi đến tái sanh ở một cái nơi khác.
đi tái sanh ở ở một cái nơi khác. Cho nên nó mới có cái câu hỏi này, là cái câu hỏi đó là cái thân thể với cái thân thể, cái sinh mạng với thân thể, hay là một hay là khác là vậy. Dạ, tại người ta nghĩ là cái thân này thì nó chết, nó bị hủy hoại đi, nhưng mà cái sinh mạng ở đây chỉ cho cái tâm thức, nó không có chết. Nó không có chết, tức là nó từ bỏ cái thân này, nó đi tái sanh ở một cái thân khác, một cái cơ thể khác. Mà ở trong trong Phật giáo thì mình không có chấp nhận cái đó, tức là với cái thân năm uẩn này, hay cái thân này nó bị hủy hoại, tức là chết, thì các uẩn còn lại, dù nó thuộc về phần tâm lý, nó cũng bị hủy hoại. Tại nó không có chỗ nương để nó sanh khởi đối với chúng sanh ở cõi ngũ uẩn. Cái đó ra nói ở chúng sanh ở cõi ngũ uẩn thôi. Đối với chúng ta sanh ở cõi vô sắc thì nó đâu có thân này, cái đó là nó ở một cái lĩnh vực khác. Nhưng ở đây mình nói ở cái lĩnh vực mà chúng sanh mà ngũ uẩn, thì khi cái thân này hủy hoại thì cái tâm này nó cũng bị, tức là khi mà sắc uẩn bị hủy diệt thì bốn uẩn còn lại nó cũng bị hủy diệt. Rồi cái sự tái sanh, sự tái sanh là do cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện tạo ra một cái quả thức mới đưa đến tái sanh. Cho nó không phải là cái tâm thức cũ này nó chết đi, nó rời bỏ cái thân này và nó đi tái sanh ở một cái thân, cái cơ thể mới, không phải như vậy. Mà trong Mi Tiên Vấn Đáp ngày Nagasena ngày giải thích giống như là cái trường hợp mà người ta đem cái một cái dừa mà nó có cái mầm sẵn. Chúng ta có trồng dừa, chúng ta có ươm dừa, tức là có cái mầm sẵn. Cái đó người ta muốn nói là tại sao phải là một trái dừa mà có mầm sẵn. Người ta phải ví dụ như vậy để cho mình thấy là sao, tức là còn có sự tái sanh nữa. Chứ nhiều cái trái dừa đó, nếu mà không có mầm sẵn thì cái trái dừa đó nó có thể là sao, nó không có mọc được. Đó, cái trái dừa mà đã có mầm sẵn rồi đem đi trồng, rồi khi mà lớn lên nó có trái, thì người ta mới đặt ra cái câu hỏi đó là cái trái dừa mà ở trên cây với cái trái dừa ở dưới đất có phải là cái trái dừa ở dưới đất mà mình đem trồng hồi đó hay không? Thì hoàn toàn nó không phải. Trái dừa ở trên đó là trái dừa hoàn toàn mới, nó không phải là trái dừa mình đem trồng gì đó. Cái trái dừa mình đem trồng ý đó nó hư mất rồi. Nhưng mà nếu hỏi về sự liên quan của cái trái dừa ở dưới đất với cái trái dừa ở trên mới đó, nó mới ra trái đó, thì nó có liên quan. Tức là do có cái trái dừa mà mình đem trồng đó mà bây giờ mình có được cái trái dừa ở trên. Thì đó là một cái hình thức giải thích về nhân quả. Tức là sau cái đời sống này, năm uẩn bị hoại diệt và nó tạo ra một cái quả thức mới đưa đến tái sanh. Thì đó là liên quan đến các loại các tà kiến, các loại tà kiến. Rồi có trường hợp là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại gì đó. Tại Đức Phật từ ban đầu là sao? Từ ban đầu là Ngài đã nói là cái thân năm uẩn này nó là vô ngã rồi, cho nên nó không có trường hợp mà cái câu hỏi mà có tồn tại không tồn tại, nó không đưa vào cái trường hợp đó được. Nên các câu hỏi đó được xem là các câu hỏi mà nó thuộc về tà kiến. Những trường hợp đó là các tà kiến đó là nó cũng hơi cao cấp, gọi là tà kiến cao cấp. Tức là có những ví dụ tà kiến của những người mà chứng được thiền định, rồi họ thấy là cái đời sống của vị Phạm Thiên ở cái cảnh, ví dụ như là họ đã từng, họ là vị Phạm Thiên ở cảnh giới thấp hoặc là nhỏ, và họ thấy những vị Phạm Thiên mà trước đây, cái thời lúc mà mình còn Phạm Thiên, vị này vẫn còn ở đây, mà bây giờ mình chết, sanh về cõi người, mình tu tập chứng đắc thiền định, mình có thần thông, mình nhìn thấy vị đó vẫn còn ở đó.
thì người ta nghĩ đó là cái cõi phạm thiên đó, cái vị phạm thiên đó là thường còn, cho nên nó mới dẫn đến cái có tà kiến đó là thế giới là thường còn, nó thuộc về thường kiến. Thì các loại tà kiến đó nó thường là cái những tà kiến mà cao cấp của những người có tu tập, nhưng mà họ hiểu sai do sự hiểu biết của họ có giới hạn. Là ví dụ như là mình gặp, ví dụ như là trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, bài kinh số 136, mình có các quan điểm người ta cho rằng đó là người làm ác, tất cả những người làm ác sau khi chết, người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ, người làm thiện sau khi chết tái sanh ở cõi vui. Thì Đức Phật ngài nói là cái đó là đúng. Nhưng mà nói là tất cả những người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ, tất cả những người làm thiện sau khi chết thì tái sanh ở cõi vui, thì Đức Phật ngài nói không đúng. Tại vì thì những trường hợp đó là cũng một số người họ tu tập, họ chứng được thiền định, họ có thần thông, họ thấy được là cái người này làm ác nè, sau khi chết nè bị tái sanh ở cõi khổ. Cái người này làm thiện nè, sau khi chết là họ tái sanh ở cõi vui. Nhưng mà vì cái sự hiểu biết của họ nó còn có giới hạn, họ không thấy được hết tất cả, họ chỉ thấy được một số trường hợp đó thôi. Cho nên họ mới đưa ra cái quan điểm của mình, đó là tất cả những người làm ác sau khi chết là tái sanh ở cõi khổ, tất cả những người làm thiện sau khi chết tái sanh ở cõi vui. Đức Phật ngài nói đúng. Tại cũng có những trường hợp đó, người làm ác trong đời sống hàng ngày họ làm ác nhiều, nhưng mà đến khi sắp lâm chung hoặc là về sau do gặp những trường hợp đặc biệt là ví dụ như là họ có cơ hội họ gặp được Đức Phật Đột Giác hoặc là Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, các vị thánh đệ tử, họ làm được một cái công đức nào đó, rồi tâm quá hoan hỷ rồi họ chết, thì họ vẫn có thể là tái sanh ở cõi vui. Rồi người làm thiện thì đôi khi do cái sự xô xích trong lúc mình sắp lâm chung mà mình để cho tham chi phối, sân chi phối chẳng hạn, giống như là hoàng hậu Malika, trong lúc bà sắp lâm chung bà nhớ đến cái việc mình nói dối chồng mình, làm cho tâm mình bị rai rứt đi, làm cho tâm sân nó sanh khởi và tạo điều kiện cho cái ác nghiệp cho quả và tái sanh ở cõi khổ. Thì Đức Phật cái trí của ngài là không có giới hạn, là vô lượng. Cho nên ngài thấy được hết tất cả các trường hợp, cho nên ngài mới cho rằng cái việc mà cho là tất cả những người làm ác sau khi chết tái sanh ở cõi khổ nó không thuộc là tà kiến, nó không đúng. Thì các loại tà kiến đó nó là dạng tà kiến cao cấp, tức là cũng có sự hiểu biết, nhưng mà vì cái sự hiểu biết đó nó có giới hạn, nó dẫn đến nó là đưa ra cái quan điểm sai lầm. Còn là những loại tà kiến thông thường, ví dụ như là cái tà kiến mà chúng ta gặp ở trong tâm tham, tức là tâm tham hợp tà chẳng hạn. Thì những tà kiến đó nó được đề cập đó là từ trường hợp mà đơn giản nhất, từ trường hợp đơn giản nhất, ví dụ như là nó là sát sanh là có tội, ở người kia nói sát sanh nó có tội gì đâu, có ác nghiệp gì, tại vì cái này mình không có ăn cho nên giết để mình ăn, ví dụ vậy. Thì cái hiểu sai đó nó cũng là tà kiến. Hoặc là ví dụ như là mình quen nói dối để vui chơi, nghĩ cái đó nó có tội lỗi gì, những cái việc nói dối đó nó làm cho người ta cảm thấy vui, ví dụ vậy. Thì cái đó nó là tà kiến, tại là cái đó là nguyên nhân làm cho mình có sự dễ vui. Hoặc là ví dụ trong y học bây giờ nó có những trường hợp đó là ví dụ như là mình có người thân bệnh, và bây giờ người ta thấy là bây giờ người này cũng đã lớn tuổi, ví dụ là 90 tuổi, 100 tuổi đi, bây giờ bệnh mà cái cơ thể nó đau nhức quá, thì thay vì để cái cơ thể đau nhức như vậy
thì người ta và họ cũng ví dụ là nếu mà họ có thể sống trở lại thì họ cũng không thể khỏe mạnh được. Thì thay vì để họ đau nhức như vậy thì người ta nghĩ đó là tôi bây giờ chích thuốc cho họ qua đời luôn. Và họ nghĩ đó là cái đó là cái giúp đỡ người bệnh để họ bớt đi cái sự đau khổ vì mặt thân thể. Thì cách hiểu đó vẫn là tà kiến. Cái trường hợp đó vẫn là sát sanh. Vẫn là sát sanh. Và cái đó nếu mà trường hợp ở trường hợp mà mình những trường hợp đó mà ví dụ tại những trường hợp đó thường là hỏi gia đình có chấp nhận hay không. Mà ở trong trường hợp đó mình mà những người con mà mình ký giấy tờ đó nó rất nguy hiểm cho mình. Rất nguy hiểm cho mình ở những trường hợp đó. Cái đó nó thuộc về các loại, cái đó là tà kiến, nó liên quan đến kiến lậu. Rồi trường hợp khác cuối cùng đó là vô minh lậu. Vô minh lậu, vô minh lậu thì thường khi mà đề cập đến vô minh lậu nó là liên quan đến là không hiểu biết về tứ đế. Không hiểu biết về tứ đế, cái đó là cách nói ngắn gọn nhất. Mà nếu mình giảng rộng ra đó, ví dụ như là không hiểu biết về năm uẩn, không hiểu biết về 12 xứ, 18 giới chẳng hạn, thì những trường hợp đó nó đều được xem là vô minh. Ví dụ như là khi mắt thấy cảnh sắc. Thì mắt thấy cảnh sắc thì nếu mình tại cảnh sắc đó là thí dụ là liên quan đến người thì mình cho rằng đó là đây là người nam, đây là người nữ. Hoặc là khi tai nghe tiếng, nghĩa là đây là âm thanh của người nam, người nữ, rồi dẫn đến cái tâm tham nó chi phối hoặc là tâm sân chi phối, thì những trường hợp đó nó đều là vô minh cả. Vô minh cả. Và ở đây cái phần này chúng ta học vi diệu pháp chúng ta sẽ thấy rất là rõ, tức là khi tâm tham sanh khởi thì nó có nhóm si phần, khi tâm sanh sanh khởi nó có nhóm nhóm tâm sở bất thiện biến hành, tức là nhóm si phần. Cho nên trong tham và tâm trong sanh lúc nào nó cũng có si, mà vô minh chi pháp của nó là si. Thì chúng ta học cái vi diệu pháp mà chúng ta liên quan đến chi pháp đó thì chúng ta sẽ thấy rõ. Tức là lúc nào tham sanh khởi, lúc nào sanh sanh khởi mình cũng bị vi minh vô minh chi phối, là cũng có si ở trong đó. Để mình không thấy được cái thực tính thật của các pháp, không thấy được thực tính thật đó là đó chỉ là cảnh sắc, đó chỉ là cảnh thinh hoặc là cảnh mùi, cảnh vị hay là cảnh xúc, cảnh pháp. Phải đó là người nam, người nữ. Người này chửi tôi, người này đánh tôi thì vậy. Thì lúc đó là cái tâm tham, tâm sân đó nó bị vô minh chi phối. Thì đó là cái cách nói rộng ra. Còn ngắn gọn thường ở trong kinh giải thích cho mình đó là tức là không biết về khổ, không biết về khổ tập, không biết về khổ gì, không biết về con đường đưa đến sự diệt khổ, là vô minh. Thì trong trong bốn loại tà kiến này thì dục lậu, hữu lậu, kiến lậu á, bây giờ nó liên quan đến sự chấp giữ, sự nắm giữ. Cho nên cái nó thuộc về việc tham. Còn nếu chúng ta nói chi pháp cụ thể hơn đó là dục lậu, kiến lậu, thì cái chi pháp của nó là tham tâm sở. Mà kiến lậu thì nó là tâm sở tà kiến. Thì hai này thì ba này thì nó vẫn sanh khởi trong tâm tham, vẫn sanh khởi trong tâm tham. Còn vô minh lậu thì chi pháp của nó là tâm sở si. Tâm sở si đó là chi pháp cái phần này. Như vậy thì khi mà phân tích về bốn loại lậu hoặc và mình biết được chi pháp của nó, mình biết được chi pháp của nó là gì, dục lậu, hữu lậu thì chi pháp của nó là tâm sở tham, kiến lậu là tâm sở tà kiến, vô minh lậu là tâm sở si. Như vậy thì các pháp lậu ở đây thì nó chắc chắn là gì, các pháp lậu ở đây là gì, là ba tâm sở lúc nãy, tức là tâm sở tham,
tâm sở tà kiến và tâm sở si. Tâm sở si thì vậy giống nếu mình phân tích rộng ra thì giống như nói lúc nãy, tâm sở tham này nếu mà có mặt thì nó chỉ có mặt ở trong tám tâm tham. Tâm sở tà kiến nếu mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt ở trong tâm sở tham mà nó hợp tà. Tâm sở tham hợp tà. Còn tâm sở si thì nó có mặt được cả 12 tâm bậc thiền vì nó là loại tâm sở bất thiện biến hành. Bất thiện biến hành. Thì ba cái tâm sở này á, nó cũng luôn luôn đó là ngấm ngầm ở trong người ở người phàm phu. Tham, tà kiến và si. Nữa là lúc nào nó cũng trói buộc cái người phàm phu mình. Thỉnh thoảng thì mình có được một ít cái tâm thiện sanh khởi. Nhưng mà tâm thiện sanh khởi đó nhiều khi nó là tâm thiện xuất phát từ cái sự thúc đẩy của tham, tà kiến và si cũng có. Ví dụ như là chúng ta làm việc bố thí vì mình mong cầu đó là để hưởng được tài sản, việc của cải vật chất, để được sanh về cõi trời. Thì cái việc thiền đó là mặc dù trong lúc mình làm thì làm bằng tâm thiền, nhưng mà cái động lực để mình thực hiện cái tâm thiện đó là nó là tâm tham, nó có tà kiến, nó có si ở trong đó. Nó có si ở trong đó. Bởi vì các động lực nó được làm từ các động lực này, thúc đẩy của các động lực này, cho nên cái đời sống luân hồi mình không có kết thúc. Đời sống luân hồi mình không có kết thúc. Nó khác với người trí. Khi mà họ thực hiện các thiền sự, nó không phải bằng tâm tham, nó không phải bằng tà kiến, không phải bằng si, mà họ thấy được cái đời sống này đó là vô thường, khổ vô ngã. Hoặc là các việc thiện, và việc thiền đó sẽ giúp cho họ thoát được cái đời sống luân hồi, không bị trói buộc bởi các phiền não tham sân si. Cho nên họ làm việc thiện và thuần tí. Khi mà họ làm việc thiện, họ biết được đó, đây là hành động thiện được thực hiện đó là bởi tâm thiện. Được thực hiện bởi tâm thiện. Mà cái quá trình này thì nó đòi hỏi phải rèn luyện rất là nhiều, thường xuyên suy xét thì mình có được cái trạng thái tâm lý đó. Tâm lý đó. Còn không là thường làm thì trong đó, trong lúc đó thì làm với tâm thiện, nhưng mà bên cạnh tâm thiện đó thì tâm tham ly tà hoặc là tâm tham hợp tà nó xuất hiện liên tục. Và khi mà tâm tham có mặt thì tâm si không mặt. Thứ hai đó là các pháp phi lậu. Các pháp phi lậu thì các pháp phi lậu ở đây đó là mình chỉ bỏ ra là ba pháp lậu đó thôi. Chỉ cần bỏ ra ba pháp lậu đó thì nó còn lại đó là các pháp phi lậu. Tức là mình có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế, 49 tâm sở. Thì bỏ ra ba tâm sở nó thuộc về lậu. Rồi luôn 28 sắc pháp, luôn niết bàn. Thì đó là các pháp phi lậu. Các pháp phi lậu. Như vậy di pháp ở đây đó là mình nói gọn lại đó là 121 tâm với 49 tâm sở. 49 tâm sở. Ngoài ba tâm sở nó thuộc về chi pháp của lậu, 28 sắc pháp và niết bàn. Thì đó là chi pháp của câu số 28 là các pháp chi lậu, các pháp phi lậu. Vì tên của nhị đề này nó là nhị đề lậu. Nhưng mà chúng ta học đó, chúng ta có hai câu pháp là các pháp lậu và các pháp phi lậu. Nên tên của nhị đề này đó là lấy tên theo cái câu pháp đầu. Cho nên ở đây đó là nhị đề chiết bản.
Vì cách tính chi pháp á, bây giờ các pháp lậu thì mình lấy là tham, tạc, kiến và si. Nhưng mà các pháp phi lậu thì mình lấy tất cả các pháp chân đế còn lại. À, cho nên nó là như để chiếc bán vô dư. À, để chiếc bán vô dư. Thì đó là nhị đề số 14. À, nhị đề số 14. Thì chúng ta học thêm một nhị đề nữa. À, một nhị đề. Nhị đề thứ hai đó là nhị đề cảnh lậu. À, nhị đề cảnh lậu. À, nhị, theo thứ tự thì nhị đề số 15. À, xa xa qua đúc cá. Thì mình có hai công pháp đó là công pháp số 29. Xa xa qua tham ma các pháp có cảnh lậu. 30 đó là ana xa qua tham ma các pháp phi cảnh lậu. À, pháp phi cảnh lậu. Thì chữ, ở trong trường hợp này đó là cái chữ ná nó được thở đổi thành chữ á ná. À, tại cái, nó có một cái quy tắc về văn phạm đó là cái chữ ná mà nó phía sau nó là nguyên âm thì nó sẽ được đổi thành chữ á ná để nó ghép với cái nguyên âm đó, cho nên mình được đó là ana sa wa tham ma các pháp phi cảnh lậu. Thì ở đây ở mục cái này ngắn để sư đọc luôn ha. Ở mục 4714 á, trong đây có đề cập cho mình đó là thế nào là các pháp có cảnh lậu, những pháp thiện, bất thiện, vô ký, thành cảnh lậu, thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây là các pháp có cảnh lậu. Thế nào là các pháp phi cảnh lậu, các đạo si thế và quả của đạo cùng với vô quy giới, đây là các pháp phi cảnh lậu. Yeah. Như vậy các pháp cảnh lậu ở đây đó, các pháp cảnh lậu ở đây ở trong chánh tạng liệt kê cho mình là gì? Hồi nãy mình các pháp lậu á, thì mình có tham, tà kiến và si. Bây giờ các pháp cảnh lậu á, cảnh tức là gì? Tức là học cảnh tức là gì? Trước đây mình học cảnh là gì? Tâm tham có phải là cảnh không?
Dạ thưa sư, không có nghe tiếng sư. Thưa sư. Tại sư hỏi sư thấy em ru rồi, sư không biết có ai nghe không nữa. Hỏi thấy mọi người im ru mà không biết có ai nghe không nó. Dạ thưa sư, tại không rõ lắm. Sư đang hỏi về tâm tham có phải là cảnh hay không, hay là sư đang hỏi về cái cảnh cảnh bất thiện mà trợ cho cái cảnh thiện hoặc bất thiện sinh khởi hay sao sư? Thì trước đây mình học về cảnh. Cảnh tức là gì? Sao mình mới gọi là cảnh? Mà đối tượng bị tâm biến thôi sư. Tức là cái gì mà bị tâm biến? Tại cái chữ cảnh này á, nó theo cách của ngoài đời khi mình nói về cảnh á, thì người ta chỉ hiểu là gì? Cảnh tức là cái gì mà mắt thấy. Ví dụ mình nói là đi ngắm cảnh thì người ta chỉ hiểu cái chữ cảnh đó là gì, tức là cái gì mà người ta nhìn thấy nó. Cái gì mà người ta nhìn thấy nó. Nhưng mà trong quy về pháp cảnh mình không phải hiểu theo cách đó. Tức là cái gì mà bị mà tâm biết được, cái gì mà tâm biết được thì người ta gọi đó là cảnh. Cho nên ngay cả tâm tham, tâm sân, tâm si và tâm thiện, ở đây chúng ta thấy là trong danh tạng liệt kê cho mình thì các pháp thiện, bất thiện, vô ký, thành cảnh, lậu, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tức là ngay cả ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó đều trở thành cảnh lậu. Nó đều là có thể trở thành cảnh lậu. Tức là nó có thể bị tham, tà kiến và si biết được. Tà kiến biết được. Mà ở đây nó có cái một cái giới, hoặc là một cách liệt kê khác, đó là liệt kê theo năm uẩn. Tức là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà tham, tà kiến và si này biết được thì nó cũng đều trở thành cảnh lậu. Chỉ có một điểm mà chúng ta cần chú ý theo cách liệt kê ở trong chú giải ở đây, ở trong chánh tạng ở đây là các pháp thiện. Các pháp thiện thì rồi ở phía sau mình các ngài cũng nói thêm, đó là tức là thuộc dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà chỉ các pháp thiện ở đây nó chỉ giới hạn ở là thuộc về hiệp thế. Thuộc về hiệp thế. Thì cảnh tham, tà kiến và si nó có thể biết được, tức là các pháp lậu này biết được. Thì cái nào, cái pháp nào mà các pháp lậu này có thể biết được á, thì nó thuộc về, nó thuộc về cảnh lậu. Thuộc về cảnh lậu. Cái phần này thì hôm trước mình đã nói rồi. Cái phần này hôm trước mình đã nói rồi. Thì ở đây mình có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân gì đó. Tức là cái nào tham, tà kiến và si nó có thể biết được, thì cái đó nó đều thuộc về cảnh lậu. Cảnh lậu. Nhớ là nó là cảnh thôi ha, nó chỉ là cảnh thôi. Nó chỉ là cảnh thôi. Ở đây tại sao mình liệt kê luôn cả 52 tâm sở? Tại sao mình liệt kê luôn cả 52 tâm sở? Vì ở trong trường hợp mà mình liệt kê cả 52 tâm sở là bây giờ, ví dụ như là tham, tâm sở tham mà nó sanh ở trong tâm tham tà kiến, thì cái tâm sở tham đó nó cũng bị biết bởi tâm tham tà kiến. Hay là tâm sở tà kiến mà nó sanh ở trong tâm tham học tà, thì tâm tham học tà đó nó cũng bị biết được tâm tham tà kiến. Cho nên mình liệt kê luôn cả não. Tức là nó cũng thuộc về cảnh lậu. Trường hợp thứ hai đó là cái chi pháp trường hợp một. Thứ hai đó là các pháp phi cảnh lậu. Pháp phi cảnh lậu thì các pháp phi cảnh lậu ở đây nó là ở trong chánh tạng liệt kê cho mình gì, các pháp đạo siêu thế, các pháp quả của đạo cùng với vô vi giới. Ta muốn nói về
tâm đạo, tâm quả và niết bàn, vô vi giới đây tức là chỉ cho niết bàn, thì nó là phi cảnh lậu. Các pháp này nó thuộc về phi cảnh lậu á, là vì tham, tà kiến và si á, nó không thể biết được. Ở trong tâm thiện của mình á, tham, tà kiến nó có thể biết được. Ví dụ như là sau khi mình làm thiện xong, được mọi người khen, được mọi người khen, người A, người B gì đó, nay làm phước lớn quá, làm phước chu đáo quá, thì lúc bây giờ sao, tâm thiện, tham tà kiến sanh khởi liền, thấy là ta làm được cái việc đó. Cho nên cái tham hay tà kiến hay là si nó biết được tâm thiện là nó biết ở trong trường hợp đó. Nhưng mà ở trong tâm si thế thì nó không có, nó không có biết được cái đó. Dạ, cho nên ở đây nó là các pháp phi cảnh lậu, các pháp phi cảnh lậu. Thì đó là cái câu pháp số số 30, nhị đề số 15, câu pháp số 29-30. Thì về tên gọi thì chúng ta cũng thấy là nhị đề thì cảnh lầu, nhưng mà câu pháp này là các pháp cảnh lầu, các pháp phi cảnh lầu. Cho nên cái tên gọi đó là lấy tên của nhị đề thứ nhất, cái câu pháp của nhị đề thứ nhất để đặt tên, cho nên đó là nhị đề chi mấy. Về cái cách tính chi pháp đó, thì chúng ta thấy là các pháp có cảnh lầu thì đã kể tất cả đó là 81 tâm hiệp thế cùng với 52 tâm xã phối hợp, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Còn các pháp phi cảnh lầu đó là chỉ cho tâm đạo, tâm quả và niết bàn. Như vậy thì hai câu pháp này lấy tất cả các chi pháp ở trong pháp chân đế, cho nên ở đây nó là vô dư, vô dư. Như này nhị đề số 15 này đó, nhị đề cảnh lầu á, là đầu đề chi bán vô dư, thì đó là cái tên đó. Hôm nay chúng ta tạm học hai nhị đề như vậy, xin kết thúc ở đây. Xin tạm mít lại cho lớp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời cô Phúc Duy. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp đọc thời kinh hồi hướng phước chư thiên. Xin mời cô ạ. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Dạ, con xin thay mặt học viên đọc lễ hồi hướng chư thiên ạ. Akasatha chakumata devanaga mahitika bổn nhân nô anu mô đàn tô chi răng ra càn tô nô gà rù a ca sa ta cha quam ma ta đề va na ga ma hít tí ca bổn nhân nô anu mô đàn tô chi răng ra càn tô nô a ca sa ta cha quam ma ta đề va na ga ma hít tí ca bổn nhân nô nô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nhà ta yo akasata cha bồ mata devanaga mahitika bổn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu ba ni nô akasata cha bồ mata devanaga mahitika bổn nhân nô anu mô đàn tu chỉ rằng ra khan tu nô sa da idang vatano bổn nhân asawa kaya vahang hon tu anagate kale sa đức sa đức tha đức. Dạ, thầy kinh hồi hướng phước đến chư thiên đã tụng đọc xong. Dạ, xin mời lớp nghỉ. Dạ, tu sa tu. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe, kính chúc đạo tràng được nhiều sức khỏe. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Kính chào đạo tràng. Dạ, con kính tri ân sư, kính chào cả lớp ạ. Dạ, xin mời lớp nghỉ.